À, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái lúc mà mình nhận cái vai này á, thì đáng lý ra nó sẽ phải phải được tập luyện nhiều hơn, với thời gian nhiều hơn, nhưng mà mình đến với vai này á, thì nó cũng là vừa đủ à. Thì là cái thời gian mình tập đó là cỡ tầm khoảng 2 tháng, thì trong cái khoảng thời gian đó là tất cả những động tác đối với mình nó từ khó trở lên, tại vì mình không có thường xuyên tập võ. Mình có những dự án thì mình chỉ tập thôi, khi mà hết dự án thì mình không tập, rồi lâu lâu thì mình đi tập gym vậy thôi, mình không có tập. Tất cả những cái thế võ á, những cái thế đứng, những thế tấn á, mình mà làm không đúng cái cách á, mình không đúng cái nhịp thở của mình luôn á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chấn thương, đến dễ bị chấn thương. Cho nên là bên cascader rất là kỹ trong cái việc mà tập luyện, tập những cái mà mình nghĩ nó chỉ là thể dục hàng ngày thôi, những cái mà nhiều khi giống như là giống như em á, là có cái cảnh mà quay cái cây á là làm hoài luôn á, là làm hoài chứ trong tầm khoảng 2 tháng có những động tác á, là tụi Tuấn là sẽ làm một cái động tác đó xuyên suốt luôn, tập hoài, khi nào mượt mà khi nào không có bị chấn thương, không có bị gây chấn thương bản thân mình nữa, nó cứ tập hoài. Thì khi mà còn về cái chuyện mà có chấn thương hay không á, thì thật sự không nhớ, nó không có ấn tượng lắm. Anh Tuấn à? Anh thử tôi anh có bổ sung chút xíu. Em có bổ sung là trong quá trình mà anh Tuấn có tập luyện với em, anh Tuấn bị bục cái vết khâu ruột thừa đúng không? Anh bị bục mất 2 lần. Thì em ấn tượng cái đấy và đến bây giờ em vẫn nhớ, mà em chưa thấy anh kể cho mọi người nghe về vấn đề đấy. Cái chuyện thầm kín cái chuyện thầm kín ở bụng mà ai cũng biết, sợ nói hoài mất công. Thì cũng có tập, dạ tập thì chơi xong rồi thì nó có bé trợ lý đứng đây nè, đó trợ lý đoàn phim á, thì là lúc mà tập xong bắt đầu là xuống lấy xe, xong bắt đầu cứ lâu lâu á là Tuấn sẽ đi thăm cái bụng Tuấn, coi rờ vô coi nó có bị nó sao cái gì nhỉ, hôm nay sao nè đó, còn ha khô ráo là ok để đó, xong rồi chạy xe về, ví dụ như là đó bữa đó cũng vậy nè, bữa sao ướt vậy nè, thấy máu không nè, alo Nhi ơi chết anh rồi, cứu anh đó. Thì có nhưng mà là đó, khởi động nó mở khóa cơ rồi các kiểu khớp á, xong rồi ba ra mình làm thôi. Còn đây không, đạo diễn bắt á, là phải làm cả nửa tiếng đến tiếng á, là ngồi ép có một người hả cái kiểm soát theo dõi mình cái chuyện đó luôn, tại vì nếu mà làm không kỹ á, là mình dễ bị chấn thương, cho nên là mình thấy nó lâu, nó nhiều cái việc về quay hình, nhưng mà cái chuyện mà quay đó nó về nguy hiểm á, thì mình thấy hoàn toàn không có. Dạ, cảm ơn bạn. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Dạ, chắc là bây giờ em xin mời một câu hỏi tiếp theo đi ạ. À, quên, đúng rồi. Không biết là có anh chị nào có câu hỏi đặt cho dàn cast của chúng ta. Dạ, em mời chị. Chào anh chị ạ. Em muốn hỏi anh Quốc Trường là trong trong phim thì anh được giới thiệu như là một nhân vật đối trọng với anh Trường Minh Tuấn, và như anh có nói thì thời lượng xuất hiện của anh không có nhiều. Như sau khi em xem phim thì em thấy anh là một người khá máu lạnh với đàn em của mình, nhưng liệu nó có như cái hình ảnh được xây dựng nó đã đủ để thể hiện anh là một người tinh ranh đứng sau một chùm một người như thế chưa ạ? Anh nghĩ nó có đủ chưa? Của anh á thì chắc chắn là phải thêm nhiều nhiều phân đoạn nữa, nó có phải nhiều cái góc khuất nữa, nó lột tả hơn nhiều nữa, nhưng đây là một cái bộ bộ phim về một cái câu chuyện nó khác, mình phải nên ưu tiên về cái tuyến khác. Cho nên á, nếu mà hỏi về anh, cái nhân vật của anh để có đủ chiều sâu hơn về cái nhân vật đó chưa thì chắc chắn là chưa, nhưng mà nó đủ để tròn trịa cho một cái bộ phim tổng thể, bộ phim hành động, một bộ phim người cha đi cứu người con bởi cái lòng yêu thương đó. Còn cái vai của anh chỉ là tô điểm thêm thôi à, cái vai đó là vai tối trọng, nhưng thật ra nó chỉ là một cái màu sắc tô điểm trong cả một cái bức tranh tổng thể. Còn nếu mà để xây dựng của nhân vật của anh riêng á, thì thật ra anh sẽ có một bộ phim đó, nó
còn khác nữa, nó còn đào sâu hơn nữa, và mình diễn còn nhiều màu sắc hơn của cái vai phản diện, chứ không phải là chỉ cứ lên gân gồng lên rồi la hét gì đâu. Nhưng mà mình biết một cái màu sắc nó sẽ làm tổng thể đẹp hơn, cho nên thì anh vẫn thấy bộ phim như vậy là khá là ổn. Cảm ơn em, câu hỏi em rất là hay. Dạ, em cảm ơn anh Quốc Trường cũng như là cảm ơn câu hỏi của chị. Vậy thì không biết là các bạn hỏi hết hay là bạn hỏi hết? Em ơi, nhưng mà cái ý của em là muốn hỏi về những phân đoạn ngoài xét quay hay là đã được dựng lên phim rồi, tại vì vậy là con không có trả lời được, đâu có biết dựng cảnh nào đâu. Chưa được rồi. Nhiều khi kể mà em không biết á. Hay là thường thường đi ha. Em thông cảm nha. Nhường con trước luôn con gái. Thật ra là trong phim này em có tận 2 cảnh, nhưng mà chắc là em phải nói là cái cảnh mà cuối cùng của phim là ba em bị thương. Thật ra cảnh đó thì em đang cảm giác khá là không yên tâm lắm, không có hài lòng lắm, tại vì cái lúc mà em ôm ba em ra em cảm thấy chưa có đã. Nhưng mà cái đó là em đã la hết cỏ, nhưng mà em ấn tượng cảnh đó chứ. Đối với Nhung thì cái phân đoạn mà Nhung thích nhất đó là cái cảnh đánh với lại Sinh trên câu tàu định mệnh. Nhưng mà nó chưa có đã lắm, tại vì khi mà mình tập thì cái đoạn đánh nó dài hơn, nhưng mà khi ra hiện trường cái tàu, cái diện tích tàu quá nhỏ, cho nên là anh đạo diễn phải cắt bớt bài, cho nên là khi đó mình đánh nó không có được đã lắm. Nhưng mà cái đoạn đó là Nhung cảm thấy rất là thích, vì lúc mà mình đánh là có mưa thật luôn mọi người. May sao mà lúc mà Trinh với lại Sinh đánh là mưa to tầm tã, tới hôm sau á, tới mọi người coi là nắng to không nhờ. Đây là cái đoạn đó là Nhung thích nhất. Hồi nãy là chị ấn tượng với cảnh đánh đóng chung với lại anh Sinh. Vậy thì không biết là anh Sinh thì ấn tượng với cảnh nào ha? Anh có thể chia sẻ luôn không? Luôn. Hay quá, hay quá. Thật sự thì để có hai cái cảnh ấn tượng, cái cảnh ấn tượng mà khi mà đã làm việc trên set á, là cái cảnh ăn cái con đuông dừa. Và cái cảnh tập đánh với nhau thì Nhã thật sự may mắn là Nhã đã cũng có được tập võ ở trước cái dự án phim này. Và sau đó thì cùng với mọi người tập thêm khoảng 2 tháng nữa để cho cái vai Sinh vai được đánh trực diện với lại Kim Nhung. Thì cái cảnh mà ăn cái con đuông dừa là Nhã phải thực hiện 7-8 con. Và cái sợ không phải là ăn như mọi người là cảm thấy gấp lên và bỏ vào miệng ăn một cách rất là nhanh gọn lẹ. Thách đầu tiên đạo diễn không, thách thứ hai không, thách thứ ba mà đạo diễn kêu thôi được rồi, không quay nữa. Xong tụi em đi xuống dưới nghỉ ngơi, xong đạo diễn coi mo lại một lần nữa và đạo diễn nói không, trở lên dựng set lại một lần nữa để quay lại cái cảnh ăn đuông đó. Và đạo diễn nói là em phải cắt cái con đuông dừa. Và nhìn nó thật là dễ thương. Dễ thương rồi, ai cũng nhớ nó có cái đúng rồi, và cái con nó phải nhích như vậy nè. Kéo anh thấy nó có luôn, kéo ngoài đúng không? Lấy cảnh đó luôn thì cái cảnh đó là cũng có anh Thừa Tuấn Anh nữa không? Cảnh đó là có cảnh sát khác mà anh Kiều Minh Tuấn. Còn trong phim khi mà ngày hôm qua Nhã được xem cái bộ phim lần đầu tiên mà mình đóng thì cái cảnh mà làm cho Nhã nhớ nhất á, Nhã xin lỗi vì không nhớ được tên, nhưng mà con xin lỗi vì con không nhớ được tên, nhưng cái cảnh và cái cô mà nấu phở á, dạ nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Nghệ sĩ con xin lỗi cô. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện thì cái scene của cô mà trong cái đoạn mà đánh thì cái cách của cô bước vô trong cái khung hình đó, nó làm cho em cảm thấy điện ảnh ở đây, mà cô set một cái mood rất là đã. Em coi cái scene đó là cái scene em thích nhất trong cái bộ phim này. Và cái cách mà cô nhẹ nhàng thôi, không phải nói nhiều, mà action trên khuôn mặt cô, ánh mắt của cô, cách di chuyển của cô và tất cả mọi thứ là em thấy được cô tính toán rất là kỹ. Dạ, yeah, cái xin đó là xin mà Nhã thích nhất trong bộ phim Kẻ Ân Danh này. Chắc là mời anh Thừa Tuấn Anh luôn nha. Em ạ. Với Tiến ở trong phim này thì Tiến rất ấn tượng với hai cảnh quay. Đấy là cảnh quay em phải đối mặt với cả là anh Kiều Minh Tuấn với cái tâm thế là cực kỳ thù ghét. Và thực sự là lúc đấy muốn ăn tươi nuốt sống anh Tuấn luôn.
ngay cái lúc mà anh Tuấn về để cứu chị Vân Cha khi em bị đánh. Và cái phân cảnh thứ hai mà thật sự em rất ấn tượng đấy là phân cảnh mà chị Kim Nhung, chị này em và em phải đối diện với anh Trường. Thì ở trong này em cảm thấy em như là một nhân vật bị cả hai bên đều phải xua đuổi và bỏ đi đấy, khá là buồn. Nhưng mà cái phân cảnh lúc mà bị chị Kim Nhung bóp cổ và em phải chứng kiến người đại ca của mình sẵn sàng nhẫn tâm giết mình như vậy, thì tất cả phải tập trung dồn hết vào đôi mắt. Thì đấy là một trong những cái phân cảnh em cảm thấy là rất là khó, nhưng mà hy vọng là mọi người có thể cảm nhận nó được. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Thừa Tuấn Anh rất là nhiều. Vậy là chắc là bây giờ tới còn anh Kiều Minh Tuấn. Cái phân cảnh mà Trường ấn tượng nhất là đúng phân cảnh anh giết em á. Mọi người lên phim nhìn thật ra là đã lượt bớt nhiều lắm rồi đó. Trường nghĩ là không biết có vấn đề gì chắc lượt rồi. Thì cái cảnh đó là cái cảnh Trường suy nghĩ nhiều. Có nghĩa là mình giết như thế nào, có nhiều cái mình giết nhẹ nhàng hay mình giết trong sự ác độc. Rồi lúc đầu còn bàn cách đủ thứ cho nhớ không? Trong kịch bản cầm cái bút ghim vô cổ xịt máu này đó đủ thứ, nhưng mà sợ kiểm duyệt không được cho nên nhường cho Kim Dung, có Kim Dung bẻ cổ. Nhưng mà cái đoạn đó trên trường quay anh còn viết kịch bản riêng cho cái vai đó nữa, anh đạo diễn kêu anh tự viết đi, rồi anh ôm lúc bé đã chết rồi, Tiến chết rồi anh còn ôm, anh tự thoại đập thoại với mình nữa, nhìn nó rất là biến thái, nó dị sao á. Thật sự là khi mà quay cảnh đó mình thấy sợ mình luôn á. Nếu ngoài đời mà có thằng nào diễn nó dị quá, nó quá gớm luôn. Nhưng mà Trường nghĩ có thể là đã cắt cái đoạn đó rồi. Thì khi mình Trường coi phim, Trường thấy cắt cái đoạn đó thì Trường cũng hơi hết hồn, cũng hơi kiểu hơi uổng á. Nhưng mà Trường nghĩ lại nếu như dựng đoạn đó thì Trường nghĩ là lên cục cũng sẽ bị cắt thôi. Nhưng mà cuối cùng thì trong set quay là cái cảnh đó mình cũng thấy mình sợ chính bản thân của mình. Và mình sợ ở ngoài đời có những người như mình diễn như vậy, thì cái xã hội này nó thực sự là quá ghê gớm. Còn đối với Quỳnh thì thiệt ra đối với cảnh quay mà trong phim mà Quỳnh thích nhất thì chắc là cả bộ phim luôn. Tôi thích hết cả bộ phim luôn, tại vì cảnh nào cũng được set, mọi người nếu mà nhìn kỹ á, nếu cảnh nào có hành động đều được set rất là kỹ, rất là đẹp và rất là an toàn cho diễn viên. Còn cảnh bình thường thì set rất là chỉnh chu. Quỳnh nói tới cái độ an toàn là bởi vì sao? Nếu mà bạn mà nhìn kỹ trong cái cảnh mà ở giữa cái sân trong cái khu nhà, các bạn nhìn ở dưới các bạn tưởng là nền xi măng đúng không? Nhưng mà không phải, cái đó là đã được lót một lớp mút để cho khi mà cái bạn kia bạn đó quăng qua té đập người xuống á, thì các bạn đó vẫn giữ được an toàn và không có bị chấn thương. Tất cả đều được bọc mút một lớp rất là dày và được làm giả lại để chúng ta tưởng tượng, nhìn vô là chúng ta tưởng nó là xi măng liền, nhưng mà không phải. Cả một cái bon tàu cũng đều được bọc bằng mút và lớp mút cực kỳ dày luôn, và làm lại hết cả bon tàu và cực kỳ an toàn cho diễn viên. Đây là điều mình thích nhất khi làm việc cùng với đoàn ekip kẻ âm danh. Nhưng mà cũng nói với mọi người luôn á, ở ngoài á thì bọc mút lắm, nhưng mà ở trong xe là không có bọc, mà xe đó là Quỳnh Lý chạy chở Tuấn thắng liên tục, dựng lên ga thắng rồi ấy. Mình ở trong á mà mình phải là diễn chết, mình diễn xỉu chứ phải chết, diễn xỉu rồi đùm em ơi cứu anh. Trời ơi em, ôi rất nhiều đúng không em? Ừ. Coi hú lên mà tưởng là mà bị thiệt á, là hả, hô hoáng lên là có gì không, định cứu người để các kiểu á, nhưng mà hơi là không sao á. Nói về cái vụ mà không sao có sao. Nói về vấn đề có sao mà không có sao thì Trường mới nhớ cái cảnh đánh ở trên tàu á. Đánh trên tàu thì nó te tua, tan nát đời trai hết, là ai cũng như nhau thôi. Nhưng mà nó cái nè, cái bữa đó là anh em mình vừa rút tàu đi lên bờ á, là chiếc thuyền bị lật ngang luôn. Một chiếc thuyền khá là to hả? Chiếc thuyền đó mọi người đang xem phim đó, nó không quá to nhưng thật sự cũng rất là to. Nhưng mà không hiểu vì sao, có thể lúc đó do thủy triều hay như thế nào đó, thì anh em vừa lên đang cơm là chiếc thuyền, mình mới vừa bới cơm quay qua là chiếc thuyền lật
thì thật sự là mình cũng rất là cảm ơn luôn. Cảm ơn là anh em mình còn may mắn là khi rút mình kịp, vì nước thủy triều nó rút nhanh kinh khủng lắm. Mình cứ nghĩ là rút từ từ, nhưng mà khi mà rút là khi mà con tà không còn cân bằng được nữa, mà nó đang bị lúng vô sình á, vô cái cát á, là nó lật ngang như vậy nè. Thì cũng may mắn là không có thiệt hại nào xảy ra, và cũng cảm ơn tổ nghề đã luôn phù hộ cho diễn viên. Với cái cảnh trên tàu tất cả mọi thứ là bằng sắt thiệt nha mọi người. Là đánh nhau á, cũng có bập mỏng lắm. Em sợ nhất cái cảnh gì không? Có cái cây, mọi người thấy cái trụ gì nè, cái em đặt cái đầu anh vô như nào. Nhưng mà thiết kế người ta chỉ lót một cái lớp nó mỏng cho có thôi, gần như tượng trưng thôi. Mà nó là một cái ống sắt nhọn thiệt nha, mà chỉ lớp cái không, chắc không tới được lóng tay nữa. Mà cái miếng mút, thật ra nếu mà em mà vỗ đầu anh mà mạnh chút xíu là coi như đầu anh cũng phun máu rồi. Thật sự luôn, mình diễn mà mình sợ giả mang. Không em ơi, em nói vậy tội nghiệp thiết kế. Người ta có bọc. Thì đó, có bọc cái lớp dày lắm. Không, như nào? Tính chính luôn là bọc rất dày. Nhưng mà keo hay sút. Dễ sút keo lắm. Tại vì mưa mọi người không tính đến cái chuyện đúng rồi, mưa đó. Mưa xuống, nước xuống á là nó đánh hồi á, chạm vô cái là nó sút keo ra. Xong bắt đầu lâu cái, ý, sút keo. Đầu định vô cái, ý, sút keo. Đúng rồi, có thiết kế bọc, nhưng mà lỡ như mà diễn mà mình không có control được á, lỡ đặt mạnh thiệt là có chấn thương thiệt luôn. Còn cái cảnh mà trường mà bị anh vật vô cái cầu thang á. Đúng rồi. Nó sợ thì không biết mọi người có thấy cảnh không? Vô cầu thang đó. Đau á. Cái cảnh nó sợ thì đúng rồi, đau lắm á mọi người, mà cascader đau. Chứ không phải trường. Có nhìn sợ cái đó. Sợ mà nhìn nếu mà khán giả xem là cũng giật mình phải không? Có cái gọi là bảo vệ cái lưng á. Nhưng mà mình đâu biết được xui rủi làm sao đâu. Nó cứ đùng lỡ tự nhiên cái tưởng đi. Đúng rồi. Rồi có cảnh có một bạn ai ta mà cái vai sườn á vô cái thành á. Nhớ không? À Hải đó. Đó, thấy không? Cái cảnh đó là thật không á, là con người thật đó chứ không phải hình nộm đâu nha mọi người. Là chính là con người hết, làm hết thật luôn á. Bởi vì quay mấy cảnh đó mình đứng ở ngoài mình nhìn mình sợ dã man. Chỉ cần nó trong một tích tắc cũng có bảo hộ hết rồi, nhưng mà mình rất là sợ, vì nếu mà cái điểm rơi cái eo nó không đúng cái chỗ đó mà nó trúng chỗ khác là coi như là bè sườn có thể gãy hết luôn. Cho nên phim này thật sự là mọi vấn đề đều diễn ra cách suôn sẻ, anh em không có bị gì, thật là may mắn luôn. Không, thật sự nhân đây cũng xin cảm ơn các anh em ở bên Cascader rất là nhiều, hỗ trợ cho dàn cast rất là nhiều luôn. Một người có thể đúp 2-3 nhân vật á, có khi là đúc nữ luôn đó. Cho nên là hả, có nhiều người á đó, giống như cái cảnh của Kim Hải mà rớt xuống đó, cái bạn mà đúc á phải mang tóc giả, vừa phải cái rớt xuống cái nhảy lên, má ơi cứu giùm em cái gì vậy, nó tóc giả rồi, bây giờ bắt em đền. Còn mấy cái cảnh mà anh em cách kênh